Với công nghệ hiện đại và sáng tạo có tính vượt trội, tập đoàn ô tô Đức Phương sản xuất lắp ráp xe 4 bánh chở hàng hóa nhãn hiệu Damseo. Damseo thay thế công nông xe 3 bánh, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn cao, có số phụ leo dốc, thích hợp mọi địa hình, giá hấp dẫn. Được vay 100% giá trị xe tại các ngân hàng Agribank trên toàn quốc, được nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm. Damseo Đức Phương, người bạn đồng hành thân thiết của nhà nông, hiện có bán tại các đại lý trên toàn quốc. Giá bán 25 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa bao gồm tiền đầu tư trong nước, vật tư, thiết bị, linh kiện, khuyến mại 22.500.000 đồng, phí vận chuyển và hoa hồng đại lý 7.500.000 đồng, tổng cộng giá bán 55 triệu đồng.